Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy, bằng không anh em sẽ chẳng được Cha của anh em đấng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn ăn khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc ăn bố thí được kín đáo, và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba, ngã tư cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi cầu nguyện, hãy vào phòng đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Cha của anh đấng hiện diện nơi kín đáo, và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Rồi khi ăn chay, anh em nhớ chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn ăn khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay, ngoại trừ Cha của anh đấng hiện diện nơi kín đáo, và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý bạn chị em, trong nhiều thánh lễ mà có người ngoại giáo tham dự, chẳng hạn như lễ cưới hay là lễ an táng cử hành trong nhà thờ chúng ta, có nhiều người ngoại đạo, cho nên thử đặt một câu hỏi: trong các cái nghi thức trong thánh lễ thì cái nghi thức nào xem ra người ngoại giáo dễ chấp nhận hoặc dễ đón nhận với cái đức tin của họ? Theo cộng đoàn, đó là cái điểm nào? Nhưng thiết nghĩ bản thân con thấy đó là nghi thức đầu lễ, nghi thức cử hành thống hối. Thực vậy, mở đầu thánh lễ, dù là ai cử hành, Đức Giáo Hoàng, Giám Mục hay Linh Mục cử hành với cộng đoàn, các người lớn tuổi, người nhỏ tuổi đều phải đọc cái công thức sám hối, kinh cáo mình, và chúng ta vận động với nhau. Tất cả đều cúi mình và đấm vào ngực ba lần: lỗi tại tôi, lỗi tại tôi và lỗi tại tôi mọi đàng. Đấm ngực và tự thú nhận lỗi của mình chưa đủ, hai lần chưa đủ mà phải đến ba lần. Coi ra, xem ra ba lần thì hoàn hảo, giống như con số 7 ở trong Thánh Kinh là con số đầy đủ tròn trịa. Lỗi tại tôi mọi đàng. Lỗi tại tôi này được dịch trong tiếng Latin ngữ mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, nghĩa là tội của tôi, tội của tôi, tội của tôi quá lớn, quá nhiều. Nhưng vẫn giữ được tinh thần cốt yếu là nhận biết và thống hối hết mọi tội lỗi của mình với ba lần tuyên xưng như vậy. Nhưng đáng buồn thay, vừa mới xong thánh lễ, ai về nhà đấy thì đã có thể phạt cung rồi. Chồng đổ lỗi cho vợ, con đổ lỗi cho em, mẹ đổ lỗi cho con, vân vân. Và cứ vậy, mọi người trong giáo xứ, trong khu xóm,
đều cứ đổ lỗi cho nhau, không ai dám nhận cái lỗi của mình. Mặc dù chúng ta vừa mới đấm ngực trước mặt Thiên Chúa và cộng đoàn để nhận mọi lỗi, lỗi tại tôi, mọi đàng. Nhưng mà giờ đây, trong chốc lát, ta đã tìm cách để bào chữa, ta phản công, ta lần kèo và chỉ thấy lỗi của người khác, không thấy tội của mình đâu hết. Vâng, thưa quý ông bà, chị em, chỉ khi nào ta khiêm nhường, ta hạ mình xuống, ta dám nhìn thẳng sự thật vào con người của mình, con người yếu đuối, bất toàn, và chính cái con người ấy mới thấy được tôi chẳng là gì, tôi không bằng ai, tôi thấp hèn, yếu đuối, và tôi chỉ là thân bụi cho, thân xác này sẽ chết trở về cát bụi một ngày nào đó. Và tất cả những điều ấy, chỉ khi mình biết nhìn thẳng vào con người của mình và hạ mình xuống. Bởi đó, mùa chay hôm nay mới mời gọi mỗi người chúng ta hãy trở về, hãy sám hối, mời gọi chúng ta sống tâm tình của ăn năn, trở về thật với con người của mình, trở về sâu thẳm nội tâm của mình. Và chính trong bài đọc 1, tiên tri Joel nói với chúng ta, hãy trở về cái sự thật đối diện với cái lòng mình đó. Hãy xé lòng, đừng xé áo. Xé tâm hồn mình ra, hãy nhìn thẳng vào con người yếu đuối thấp hèn của mình, nhận ra cái sự thật của mình, tôi tội lỗi, đáng chết, và trở về cát bụi. Hãy đau đớn vì những lỗi lầm mình gây ra. Ta đã làm đổ vỡ các tương quan với anh chị em, với chính Chúa. Để bây giờ, hãy làm hòa lại với Chúa đi. Làm hòa lại với anh chị em đi. Và đây là cơ hội 40 ngày chay thánh, là dịp thuận tiện nhất để chúng ta sửa đổi triệt để tâm căn. Chính trong bài tin mừng đã chỉ ra cho chúng ta ba phương thế, đó là ba việc đạo đức truyền thống, không những chỉ đạo Công giáo mà Do Thái giáo và các tôn giáo bạn cũng đã thực hành, đó là cầu nguyện, ăn chay, bố thí. Ba cách thực hiện của các tôn giáo giống nhau về mặt chữ nghĩa rồi, nhưng có thể khác nhau về cách thực hiện. Như cộng đoàn biết, người Hồi giáo, người ta ăn chay nguyên một tháng chay Ramadan, là tháng 9 âm lịch, ăn suốt một tháng đó, ăn chay trường. Và chính trong một tháng này, họ không ăn gì luôn. Họ kiêng, nhưng ăn ban đêm. Kiêng từ bắt đầu mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn là người ta bắt đầu ăn, cho nên coi chừng nó bị phản cái tác dụng. Cho nên nhiều khi người Công giáo mình phải ăn chay chờ đến 12 giờ đêm là hết ngày rồi, bắt đầu từ 12 giờ đêm là bắt đầu ăn được rồi. Hãy chúng ta coi chừng, từ sáng đến giờ nhiều khi cứ bị quên, cứ nhớ đinh là không ăn lung tung, không ăn vặt. Nhưng mà sát giờ, hoặc tự nhiên có một người nào đó có cái câu chuyện gì đó cái quên, nhưng cái đấy chúng ta nhớ chỉ là hình thức bề ngoài thôi. Chúng ta quan trọng là ở trong tâm hồn, xé lòng ra, ăn bằng cái tâm, chay miệng lưỡi, chay tư tưởng suy nghĩ, chay cả việc làm hành động, chứ không chỉ là những hình thức bề ngoài. Mà Chúa đã nhắc nhở, cảnh báo hôm nay là đừng có như những kẻ đạo đức giả, đừng có làm ra vẻ rầu rĩ, đừng có cho tay trái biết việc tay phải làm bố thí. Hãy vào phòng đóng cửa lại để cầu nguyện theo cách nói cường điệu của Chúa. Đóng cửa lại, ăn chay, sức dầu thơm chạy đầu để mời gọi chúng ta vui vẻ đón nhận cái mùa chay thánh này, là mùa để tập luyện chiến đấu thiêng liêng, chiến đấu với ba thù thế gian, ma quỷ và xác thịt. Với ba phương thế này và với ơn Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ giành chiến thắng.
nghĩa là chúng ta sẽ thực hiện tốt những lời mời gọi của Chúa và thực hiện một cách âm thầm, kín đáo, đẹp lòng Chúa. Chỉ cần một mình Đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả công cho chúng ta. Còn nếu như để cho người đời hay những bằng ân nhân, những cái bảng tên thì chúng ta đã được trả công ngay ở đời này rồi. Chúa không cần, Chúa không có thưởng cho chúng ta ở đời sau nữa. Hãy lấy cái phần thưởng là đời sau và Chúa mời gọi chúng ta. Để kết thúc xin kể một câu chuyện ngắn. Có một vị linh mục đi dâng lễ ở một hòn đảo, một cái giáo điểm xa. Nhưng mà bằng đồ thường, không có mặc áo có cổ côn lazy man. Và cách cái giáo xứ cũng khá xa, ngày đi một mình, băng qua một đoạn đường vắng rừng cao su. Cho nên đột nhiên có hai tên cướp xông ra để uy hiếp ngài, trấn lột và nói: đưa hết tiền ra đây cho ta. Vì họ không biết ai. Cho nên vị linh mục: xin lỗi, tôi là linh mục, tôi đang đi dâng lễ, tôi không có tiền mà cũng chẳng mang theo tiền, ăn cứ việc lục soát. Vừa nói xong, hai tên cướp hốt hoảng và bỏ linh mục là cha buông ra: xin lỗi cha. Và vị linh mục thấy vậy nói: tôi không có mang theo tiền để có cái gì để cho ăn, bây giờ tôi đang đi làm lễ. Ngài móc ra cho hắn một gói thuốc lá. Hắn giơ tay xua đi và nói rằng: thưa cha, hôm nay là ngày ăn chay, con không có hút thuốc. Câu chuyện kết thúc ở đó để nói với chúng ta rằng chúng ta đang giữ chay trong cái tâm thế nào. Nhiều khi chỉ là hình thức bên ngoài, kiêng hút thuốc là giữ chay, nhưng mà là đi ăn cướp, thì cái việc làm của chúng ta đâu là đích đáng, đâu là điều đẹp lòng Chúa. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết sống mùa chay thánh này cách sốt sắc và làm đẹp lòng Chúa. Amen.